Chào tất cả mọi người và chào các bạn. Hôm nay con trai mình nó chơi skateboard với cái skateboard mới. Cái nó què này là hôm bữa chít mệt á, nên nó ức quá. Nó ra ra sân skateboard trời lạnh mà vẫn ra. Đi lại đây cho mẹ coi, đứng lại đi. Nhịp dễ hay ra ha. Chút nữa con tập cho mẹ cái đó chơi với nhé. Con nhảy lên chưa được thì con học đi. Cái skateboard đây mới chơi đẻ phải không rồi? Ok, mẹ đi cho. Con cứ chơi đi, trời ơi.